Đây là hồi lúc trước, vào tháng 3, chúng tôi đã gặp anh này khi anh ta sửa soạn đi lính. Sau khi nước Nga xâm lược bên Ukraine, thì anh ta sửa soạn đi lính. Anh ta hồi trước là cái người chuyên môn điều chỉnh những cái cần cẩu đi làm đó, anh đã nghỉ công việc của anh tập vật đâu ra đó để sửa soạn đi lính lúc đó là đang ngồi trên xe bus trên đường đi tới ngoài tuyến đầu để chống lại nước nga chống lại putin anh ta nói giống như putin là rất là tàn ác tự nhiên qua xâm lược nước của chúng tôi Tới ngày hôm nay, đã 7 tháng trời, Đài đã gặp lại anh ta. Is now a ngày hôm nay, anh này trở thành một người lính. Vào tháng năm vừa qua, thì anh đã bị miền nổ trúng vô ngay cái chân <laughs> và đã được lành lặng đâu ra đó đi lính tiếp tục. Some of his anh ta nói cho biết có một số người anh em trong lính không có được hên như ảnh anh ta nói tôi đây thấy rất là nhiều chết chóc và thấy đủ chuyện xảy ra và tôi đây cũng thấy những cái chuyện buồn và tôi đây thấy chuyện vui anh ta dẫn chúng tôi đi tới ngay một cái thành phố nhỏ ở bên du quan chỗ này. Chỗ này hồi lúc trước, nước Nga đã chiếm ở đây gần 6 tháng trời. Và anh ta đã gán cố gắng và giải phóng được ở chỗ này. Đây, cô Nadi nói cho biết là lính tráng của nga đã bắn vô xe của cổ bắn chơi cho vui vậy đó và họ tới đây chôm kĩa lấy được những gì thì họ lấy lúc mà có chuyện xảy ra phía trên bắn đùng đùng lúc đó cô ta đã chạy xuống dưới chỗ basement chỗ này để trốn với bảy hộ gia đình khác nữa ở dưới chỗ này có một số gia đình đó có trẻ em nữa những trẻ em lúc đó ngồi dưới này rung hết kế bên nhà của bà ta đó là cái nhà thương địa phương chỗ này theo bà ta nói nước nga vô trong đây trộm cắp những cái thuốc men ở chỗ này. Kết cuộc thì họ biến chỗ đó trở thành một cái địa điểm mà họ ở ngay đó. Tôi đây rất là mừng và tôi đây muốn chào và cảm ơn những người lính của Ukraine. Bà ta cũng nói bà ta rất là hãnh diện nhìn thấy những người lính của Ukraine theo anh lính này nói tôi đây muốn giải phóng mọi người đây không có đúng là họ tự nhiên tới đây xâm lược chúng tôi và chiếm lấy những cái gì của chúng tôi đó là không phải là của họ